Chả biết mù. Cứ... đây, đây bỏ đây. Chả biết chua, người ta hỏi mà chả biết chua gì. Say hay lắm. Ăn muốn ăn mà chỉ muốn tìm chỗ lặng. Hôm nào tôi qua làm cháu nó bị rồi rồi. Đi đi miếng chị Trấn hay quay đám hay quay lên xem. Cô lại Phật cáo tối qua cả sáng. Liên đẹp chưa? Bao ngày còn ông đi chùa dâu mà bây giờ lại thấy ăn đau đầu. Con nó giật há mồm. Ai hả bà ấy? Nó bính. Nó tối qua nó rồi rồi đau đầu. Nó tin nó giật. Thế là tôi lại suốt đêm buổi sáng lại đến uống rồi. Lại nốt rượu. A Di Đà Phật, đấy là ước nguyện đi chùa là được thực hiện. Đi chùa vàng chứa đi nơi đâu một cái thuốc nhà một cái viên một cái dáng 11 nghìn cũng là những gì sao vệ sinh đấy anh mấy nhà vệ sinh đấy đâu no.